Bộ đội đặc công là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được tổ chức trang bị và huấn luyện đặc biệt với nhiệm vụ đánh các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quá trình tuyển chọn và đào tạo các chiến sĩ đặc công nói chung đã rất khắt khe, với các nữ chiến sĩ đặc công còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Đây là một buổi huấn luyện ngoài trời của các nữ chiến sĩ đặc công Lữ đoàn 429. Để thực hiện được các động tác khó, mạo hiểm, đòi hỏi các chiến sĩ đặc công phải có thể lực tốt, sự dũng cảm, bản lĩnh, sự nhanh nhẹn, khéo léo và dứt khoát. Tuy nhiên, những kỹ thuật này đã được các nữ đặc công ở Lữ đoàn 429 thực hiện khá thuần thục. Các đồng chí nữ rất là quyết tâm, rất là cố gắng để trong quá trình thực hiện. Kể cả là khi mà thực hiện không được thì các đồng chí cũng rất là cố gắng là chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Với người lính đặc công, ngoài thành thục trong sử dụng vũ khí như súng, lựu đạn, võ nghệ, thì ngụy trang ẩn nấp là nội dung quan trọng để có thể tấn công mục tiêu một cách bất ngờ, táo bạo. Nội dung ngụy trang yêu cầu các nữ chiến sĩ đặc công phải có tinh thần thép vì quá trình huấn luyện rất gian khổ, khó khăn và phức tạp. Ví dụ như là phải nằm im không được nhúc nhích hàng giờ đồng hồ trên trận địa phục kích. Đặc biệt, trong bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu nào, kỹ năng bắn súng là yêu cầu đặc biệt cao đối với bộ đội đặc công. Bước vào thì chưa biết gì, thì phải tập luyện từ những cái cơ bản nhất, tức là từ phải ngắm từng bia chỉ đỏ, rồi tập bắn theo cái hướng dẫn của đồng chí chỉ huy, rồi tập luyện thêm, thì trải qua thời gian dài thì đã có thể bắn tốt hơn. Đối với những bài tập khắc nghiệt mà ngay cả nam giới cũng gặp khó khăn như múa côn, kỹ thuật leo tường bằng xào tre, kỹ thuật chống khủng bố, cũng được các cô gái thực hiện một cách nhanh nhẹn và chính xác. Trong cuộc sống thường ngày, họ là những người mẹ, người chị dịu dàng, đầy nữ tính. Nhưng khi ra thao trường, sự mềm yếu của người phụ nữ đã nhường chỗ cho sự tinh nhanh, dũng cảm, can trường để có thể huấn luyện thuần thục các bài tập khó như thế này, đồng thời tạo nên nét đẹp riêng của các nữ chiến sĩ đặc công Lữ đoàn 429. Đội ngũ cán bộ các cấp động viên tư tưởng, giúp đỡ vượt qua mọi cái khó khăn trong quá trình huấn luyện, thì các nữ chiến sĩ đặc công cũng đã có rất nhiều những bước trưởng thành và trưởng thành một cách rất nhanh chóng. Thì các nữ chiến sĩ nhập ngũ năm 2018 và 2019 có thể sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi mà có tình huống xảy ra, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến nghiệp vụ biệt động cần sử dụng đến các nữ chiến sĩ. Dù phải thường xuyên huấn luyện vất vả, nhưng những bông hồng thép ở Lữ đoàn 429 luôn cháy bỏng tình yêu với con đường mà mình đã chọn. Niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của người chiến sĩ đặc công đã rèn cho các nữ đặc công tinh thần rắn giỏi, ý chí kiên cường, nhưng không vì thế mà làm mờ đi sự dịu dàng vốn có. Những người lính đặc công hôm nay vẫn ngày đêm hăng say luyện tập, giữ vững và phát huy truyền thống, đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn của binh chủng đặc công anh hùng.